chờ em trong xóm xa. Thao thức vì em xóm đêm đài nùng. Đêm nắng thành phố mưa bay, khuya nay em đã... Liên 1, 2, 5, 6. Bây, anh đi. 1, 2, kính thưa quý vị. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? 1, 2, 5, 6. Rồi, hello, chào mừng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Hoài Alo nhé. Tiếp tục cái video thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tất cả các bác, đó là một dòng sản phẩm siêu hiếm của dòng Party House Duck 2000. Ok, thì ngày hôm nay em về được 10 chiếc của dòng Party House Duck 2000, dòng này chính hãng của Party House. Và đối với dòng này, đó là chiếc vang số các bác nhé. Thì vang số của dòng Party House có những đời vang số cao này thì nó có từ 2000 này, 3000 này, A8 và 5000. Thì phân khúc dòng của 2000 này thì em khẳng định tất cả các bác luôn, vì nó sẽ hay hơn cả X5 luôn. Em giải thích các bác nó hay hơn ở X5 ở chỗ nào, nó sẽ có yếu tố ưu và nhược điểm ở chỗ nào, sẽ review sâu các bác một chút. Ok, đầu tiên video các bác ủng hộ xin một like nhá, và một lượt đăng ký kênh Nút Đỏ Phía Dưới giúp em. Và sẽ cho các bác xem về chi tiết mặt của nó đây ạ. Party House Duck 2000 để các bác nhìn nhá. Ok, Pro Silent này, Digital Reverb Mixer XTEM. Thì con này nó sử dụng tất cả phím nguồn đằng trước các bác nhá, phím nguồn đằng trước đó, và có 3 phím chức năng, tức là tăng tông giảm nhạc. Và bên này thì các bác hiển thị là có phần music này, phần mic, phần effect, và chế độ setup up và down, con trỏ chúng ta dùng cài đặt. Ok, 3 cổng mic đằng trước và 3 volume riêng biệt khác nhau. Về phía mặt sau thì có tín hiệu đầu vào, có BGM này, AUX này, và cổng quang. Cổng quang thì con này nó sẽ cao cấp vì nó cổng quang in và out, tức là nó có input và output cổng quang. Ok, về con này thì nó có chế độ Bluetooth thì phải có USB Bluetooth này, remote này, và cổng 232 cái đối phần mềm. Đây các bác nhìn tem logo mấy mã vạch chính hãng của Party House luôn các bác nhá. Đó, và riêng con này sử dụng của nó là 6 out, red fry, nó là loa full center, sử dụng loa hỗ trợ lời sub. SRVN là Sitte, các bác sử dụng cổng phụ của Redfly. Ok, và bây giờ sẽ giới thiệu các bác về bên trong về của con nội thất con này nhá. Đây, thứ nhất con này nó sử dụng một nguồn vuông, một nguồn xuyến các bác nhá, một nguồn xuyến, nguồn xịn luôn ạ. Có cả bọc trên này, rung này. Đấy, ok, và đây là vị bố mạch nguồn. Con này chip xử lý của nó các bác nhìn ạ, chip xử lý của chính hãng Party House luôn. Đấy, và đây là bo chống hú. Linh kiện thì của dòng Party House thì các bác nhìn tất cả đây, các bác nhìn đây. Tại vì sao em giải thích các bác luôn là nó chạy đồng bộ tất cả là tụ, bằng tụ nhôm hết các bác nhá. Đấy, những con vang mà chạy sử dụng tụ nhôm thì nó rất là chất lượng luôn. Đấy, các bác nhìn này, quá là xịn sò luôn. Linh kiện rất là dày dặn các bác nhá. Ok chưa? Và em sẽ hướng dẫn qua các bác một chút. Đây là tăng tông giảm nhạc này. Đấy, về phần bên tay phải thì nó có chế độ music. Thì như con này nó sử dụng đa phím chức năng, nó ok. Ví dụ em đã setup sẵn cho các bác là cấu hình loa full, loa sub, loa lời rồi, và chế độ effect sẵn rồi, thì các bác có thể vào thao tác sử dụng. Chúng ta sử dụng là gì ạ? Music thì chúng ta ấn vào music, ấn vào music thì nó sẽ vặn to nhỏ. Đấy, ok. Phần mic thì các bác ấn vào phần mic thì nó to nhỏ mic. Đấy, phần effect các bác tăng effect lên to nhỏ. Ok, và đây là chế độ setup. Thì như cái con vang này bên em đã setup sẵn cho các bác tất cả rồi, thì các bác về chỉ việc sử dụng, các bác thao tác như vậy thôi là ok. Và tiếng effect vừa rồi thì em đã test cho các bác nghe, tiếng effect nó khá là ok các bác nhá, khá là ok. Và bây giờ em sẽ test qua cho các bác về chế độ effect và chế độ echo, các bác nghe thử nhá. Và đặc biệt cái con vang Party House, riêng dòng Party House thì giải mã cổng quang nó khá là hay các bác nhá. Nó hay hơn cả dòng X luôn, tức là giải mã cổng quang. Thì những con 3000 ấy, Duck 3000 nó chỉ có in thôi, nhưng con này nó sẽ có in và out. Đó, in và out. Đặc biệt cái dòng giải thích các bác rất rõ luôn. Dòng Party House thì nó siêu về reverb, tức là ông vua reverb. Đúng không ạ? Như dòng 3000, 5000 nó siêu reverb, nhưng ngược lại cái phần echo nó hơi bị kém. Nhưng ngược lại cái con Duck 2000 này echo nó cũng khá là ok, nó còn hay hơn cả echo, nó còn hay hơn cả 3000 đó. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ thử cho các bác nghe nhá. Các bác xem video ủng hộ mình xin một like nhá. Đầu tiên em thử cho các bác nghe tiếng reverb trước nhá. Tiếng reverb trước này các bác này. Tiếng reverb.
Đặc biệt cái con vang này á, các bác nên nhớ là em quên một chút, con vang này nó sẽ có chế độ lâng tiếng. Đấy, có chế độ lâng tiếng. Đấy. Có chế độ X center lâng tiếng con này, X center là lâng tiếng. Thì chúng ta dùng con vang này không cần phải dùng lọc và lâng tiếng nữa. Đấy, một con vang như thế này nó rất là đủ và trong tầm giá ngày hôm nay team sẽ báo giá bác nhá. Ok, thử tiếng mic các bác nghe tiếng thì vợt này. 1 1 2. Lê. Các bác nghe tiếng xì. Lê. Cái giải mid now rất là dày dặn. Giải mid 2 nghe rất là rõ. 1 2 2 3 4 5 6 6 7 1 2 5 6 7. Thật sự nếu cái tiếng reverb này các bác trong miền Nam mà sử dụng những cái tiếng này hát thì các bác hát quen tiếng reverb rồi. Thực sự là nó quá là hay trong cái tầm tiền các bác nhá. Có trong cái tầm tiền em khẳng định các bác luôn. 1 2 Người đi mà chẳng nói một lời, để anh chơi vơi giữa dòng đời, nhận tin em sắp sống bên người. Tức là nghe tiếng rất là sang đúng không ạ? Ok, và em sẽ vào phần effect, em sẽ cài đặt cho các bác gì ạ? Nghe tiếng echo các bác nhá. Đây, tiếng echo này. Em sẽ giảm cái tiếng reverb đấy đi. Đây, giảm tiếng reverb này đi, em sẽ tăng echo lên các bác nhá. Anh đi. 1 2 3 4. Nếu chúng ta mà sử dụng cái phần echo này mà các bác có thể là cho cái tiếng echo nó chậm lại một chút thì em sẽ cài đặt phần này cho các bác nghe. Anh đi. 1 2 3 4 5 6 7. Anh đi. 1 2. Thì nếu ví dụ như thế này, các bác sử dụng vào trong góc độ là kết hợp sự kết hợp echo và reverb, thì các bác ấn vào phần tăng phần reverb lên các bác nhá. Một, hai, sáu, bảy. Tiếng quá là hay luôn. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi, muốn nói một lời. Ok tất cả các bác, bởi vì bản thân cái con Batty Hound ấy về cái tiếng mic thì nó khả năng chống hú nó cũng rất là tốt, đúng không ạ? Khả năng chống hú của nó rất là tốt. Nên các bác muốn trải nghiệm đối với cái dòng của Batty Hound này thì bác nào có muốn quan tâm thì có thể nhắn tin trực tiếp cho em qua số điện thoại nhé. Và bây giờ em sẽ test thử cho các bác nghe gì ạ? Một đoạn karaoke các bác nghe nhé. Ok. 1, 2. Kính thưa quý vị, 6. Tình lỡ chờ em trong xóm xa, thao thức vì em xóm đêm đài nông. Đêm nắng thành phố mưa bay, khuya nay em đã đi rồi, chờ nhìn nhau tình đánh ngán trái. Mặn đắng tình yêu trong biển sâu, sạc pháo nhà ai em về với người. Sáng nắng một chuyến xe hoa, cô đơn ta nhớ nhau hoài, buồn ăn năn nỉ khó vì ai. Lê. 1 2 5 6 7. Lê.